Thủy thủ đoàn chiếc tàu Argentina bất chấp lệnh di tản tin từ Tema. Thủy thủ đoàn 300 người trên chiếc tàu Libertad của Hải quân Argentina bị Ghana cầm giữ từ ngày 2 tháng 10 ở hải cảng Tema, không chịu rời tàu theo lệnh của Tổng thống. Ghana đã bắt chiếc tàu với hy vọng đòi lại một số tiền nợ bị mất sau khi Argentina tuyên bố vỡ nợ trong năm 2002. Công ty Elliott Management đã xin lệnh tòa giữ chiếc tàu, nói rằng Argentina đã mắc nợ công ty 300 triệu Mỹ Kim và chỉ trả con tàu nếu trao cho công ty 20 triệu Mỹ Kim. Tổng thống Cristina Fernandez nói rằng nhân quyền của thủy thủ đoàn 326 người bị vi phạm nghiêm trọng. Tòa án đã ngăn chặn không cho tiếp tế dầu, làm cho chiếc tàu không có điện, không thể bơm nước, không thể giữ được thực phẩm tươi và rất nguy hiểm khi có hỏa hoạn. Việc giữ con tàu quân sự để đòi nợ là hành động phi pháp. Tòa án Ghana nói, Argentina đã từ bỏ quyền này khi phát hành công khố phiếu. Argentina tuyên bố vỡ nợ cách đây một thập niên, đang đối diện với nhiều vụ kiện của những người và công ty mua công khố phiếu, đòi xiết tài sản để bù lại tiền bị mất.